nào mà hô làm chinh tiết, còn đàn bà có chồng rồi làm sao chinh tiết, lấy cái gì ra, lấy mấy cọng chỉ, lấy cọng kim nhíu lại hả, còn mấy rễ kem để sáng dán lại hả, nói gì kêu tao đừng giữ, hỏi câu du duyên khoa học, khoa học của hồn mà khoa bác sĩ cũng là bác sĩ. Rồi khúc gì tao không ra khúc gì, mày nghĩ khúc nào mà hồi sinh ra trinh, giờ mày ra là mày giờ tao hỏi mày có còn trinh không, rồi mày làm sao mày mua khúc đó về uống trinh về ngày mai thầy mày ra có tiền cho con mượn 1 triệu thầy không có đâu con, tiền tao 1 tủ mà không bao giờ cho mày mượn, nói gì tới tiền là không có cho mượn 1 tủ luôn. Ừ thầy trách đâu mày ngồi không, mày ngồi không, mày không lao động, ngày mày mượn 1 triệu ngày mượn 1 triệu rồi có đâu cho mày mượn, tao có tao cũng cho mượn, tao nói thiệt giờ mày chết mày nằm bệnh viện mày nhập viện hay mày chết là tao cũng cho mượn. Hồi sinh hồi chinh hồi chinh à, hút sao hồi chinh mày kể tao nghe, giờ hút hồi chinh giờ mày kể sao hồi chinh được, đàn ông lấy vợ rồi mà hô còn trinh, đàn ông bà lấy chồng rồi chỉ cho người ta lấy xong rồi còn trinh uống vô mà sao trinh mày kể đó nghe coi. Thầy một chút mình nói chuyện câu thì mày đang hỏi rồi vô rồi âm thanh hỏi đắt hết thầy mày nghĩ sao đắt mày, mày ngứa mày nói về cái tao chưa thấy cái thuốc nào hồi chinh được hết, mày đừng tao trả lời cũng được, nhưng mà mày hỏi gì hỏi đi, thuốc sao hồi chinh mày nghĩ chinh cái gì, chinh là chinh cái gì, có nghĩa là giờ mày khẳng uống hút vô công bên hả, mày kia luôn chính giữa nữa, giờ con giữ hết đi, thuốc gì mà làm ra được điều đó, thuốc hồi chinh, rồi mày có mắc chinh chưa? Rồi mày làm sao hồi chinh mày nói tao nghe coi. Thì nay có hút hồi chinh đó thầy. Thì giờ thầy nói giờ con ví dụ như con hiểu được đi, làm sao hồi chinh là mà sao được. Phụ nữ sao hồi nam sao mày hồi phục hồi cái là câu đó thì chưa? Nó chơi thầy nhưng mà câu nó là hiện tượng mạng đó thầy. Giờ giờ mày về khách thử tao nghe coi. Tao cũng chưa nghe được cái câu điều này nhưng mà giờ mày về khách thử coi. Con đàn ông mới nói thầy. Nhưng mày giờ mày còn chinh không? Dạ không, chắc chắn là không vậy thầy. Ờ rồi giờ tao mày mua khúc đó mày uống về mày chinh lại không? Cái đó là con không biết. Thì giờ mày mua về mày uống thử coi, cái mày ngày mai mày trả lời tao. Nó dạ, không mày ra trên dạ, mạng con hút hàng, hồi chinh, phụ nữ mắc chinh, uống vô hết chinh. Ờ chinh lại, đàn ông hả lột tem uống lại lắc lòi tem ra. Mày nói gì? Bác sĩ đó còn chưa chứng minh được, chưa làm được, mày nghĩ sao khúc nào mà phụ nữ chắc ra nè, mày nói phụ nữ nó già uống như khúc vô trẻ mãi không già thì nghe có lý. Ờ nghe có lý, nghe có lý thiệt, mày hỏi câu quá chinh tiết luôn. Mày nói vậy thôi, con người sao có già có trẻ, tao nói bà già ra tưởng nó 18, đứa 18 cũng như già. Hay là gì 18 với bà già bằng nhau. Nghĩ được 18. Ờ cái đống gạch của thầy mua bên kia không phải nhà kia dư, thầy mua là 1 triệu, thì để bữa nào ba bốn người rinh thầy phụ đem vô cái góc đây ở trong phòng thầy chưa xây đem vô, chứ để hoài gió mưa nó bị hư gạch, nó lại bị chóc với nó hư, để vô cho gọn. Cái đó là gạch gì thầy? Gạch xây nhà hay là nhà đó thì cái đống đó thầy mua lợn đó. Họ bây giờ bộ la sư cung cấp, nhưng mà thầy nói là không phải của mình, thầy mua rồi nhưng mà thầy mới dám la lai là cho vui, ý là nói là dù mình của mình hay của người ta ra lấy phải nói người ta một tí. Ví dụ như cái nhà kia giờ thầy chưa mua đi, thầy chưa mua đi thì biết cũng phải nói có chủ mình xin 5 cục 10 cục rõ ràng, còn mấy mình không mua là bao nhiêu cục, con này ra lấy đại làm cắt, còn nhà người ta ba la ba lấy mình lục xi măng, giống như nhà mày tao qua tao lục nhà mày gì tao lấy được. Tự nhiên giờ mày hôn mày giờ kiếm cái búa mày qua mày mượn, mày không nói mày vô nhà mày hôn mày người ta chủ nhà nó vô hỏi lấy gì á, cái mày hôn tao mượn cái búa tao, mày lúc qua không kiếm người ta mày mượn trước cái búa đi, mày tao quýnh mày được, anh em ruột luôn quýnh cũng chết rồi mày hẳn cắt hả, anh em ruột cái mày hôn hết cái kéo mày qua mày kiếm kéo, hết cái dao mày qua kiếm dao mày mượn mượn tao cho ai trong rủa tao tao hiểm tao không cho rồi mày cũng vô mày lấy luôn,
ta nói là ông cắt trộm, anh em ruột cũng được phép, mà hai nhà kế bên cũng được phép. Vô nhà phải hỏi rồi này kia. Ví dụ như giờ mình qua nhà anh em ruột hay là cô chú cho con mượn cái kéo, hay cho em mượn cái kéo, hay cho tôi mượn cái kéo, hay là cái kìm. Tự nhiên cái anh em ruột cái chạy qua nhà mày biết ta để chỗ nào mày lục. Đó là ông cắt trộm luôn mà. Không được phép. Ở nhà bên đây ta làm gì là mày không có dòm ngó. Dòm là tao quýnh mày, anh em ruột ta cũng kêu mày xuống. Mày ở nhà người ta mày qua mày hôn nhà mày. Rồi nhà người ta làm gì mày nói hơn nói khua nói đúng nói sai. Nhà người ta ăn người ta uống người ta làm gì kệ người ta mày. Mua hút ngồi trên cho nó uống đi thầy. Lột si mày luôn á, lột mày khỏi còn gì luôn chứ ở mà chinh. Hút hồi trên. Tao nói thiệt. Mày hồi trên, là đó cái đó đó. Giờ sao? Giờ tao không có nói chay mà tao hỏi. Giờ tao nói đàn ông đi. Mình lỏ ra rồi làm sao mà cho hết lỏ. Ghê quá. Hút vô cái nó làm bụp. Giãn khạch ra cái nó nhúng đầu cua mày lại. Khỏi lỏ. Làm cái bụp là tâm bành hết. Ờ đúng rồi. Lấy cái kéo cắt con bụp. Kinh luôn. Ra phụ nữ vậy nè. Còn nói không, giờ tao nói nghe lấy cái kèo dân sạch. Hai cái hép lại về đây dính luôn. Hai lấy cái cọng chỉ mai lại. Mày nói cái thuốc hồi sinh mày hồi sinh. Tao nói ví dụ nè. Đó giờ mày làm sao cho hồi sinh đàn ông đi. Thôi quay lại với chủ đề thuốc hồi sinh đi hả. Thì thuốc hồi sinh thì cho tao nói mày làm sao chinh. Giờ tao nói giờ cắt. Mày gọi mày là chinh tiết. Mày nói điên khúc nào mà hô làm chinh tiết. Còn đàn bà có chồng rồi làm sao chinh tiết. Lấy cái gì nè. Lấy mấy cọng chỉ. Lấy cọng kim. Nhíu lại hả. Còn mấy cái kim để sắn dán lại hả. Nói gì kêu tao đừng giữ. Hỏi câu du duyên. Khoa học cô hồn. Mà khoa bác sĩ cũng là bác sĩ. Rồi khúc gì tao không ra khúc gì mày nghĩ khúc nào mà hồi sinh ra chinh. Giờ mày đây là mày giờ tao hỏi mày có còn chinh không. Rồi mày làm sao mày mua khúc đó về uống chinh về ngày mai mày ra là tiền cho con mượn 1 triệu thầy. Không có đâu con. Tiền tao 1 tủ mà không bao giờ cho mày mượn. Nói gì tới tiền là không có cho mượn. 1 tủ luôn. Ừ. Thầy chắc đâu mày. Mày ngồi không mày không lao động. Ngày mày mượn 1 triệu rồi có đâu cho mày mượn. Tao có tao cũng cho mượn. Tao nói thiệt giờ mày chết mày nằm bệnh viện mày nhập viện hay mày chết tao cũng cho mượn. Thầy ăn bánh không thầy? Ăn nhưng mà nó ăn rồi mà. Ăn rồi không được có sao được. Mất dạy á. Rồi nói thầy ăn thêm đi. Mày nạt tao hả? Mày tin không? Mày có giá nào dập. Mày bóng dạ, bóng rồi, mà dạ. Mày thì tao bóng mày còn bóng hơn nữa thiệt. Nè mày thấy trái chuối tao dài chưa? Sao là sao trái chuối này nó hụt vô ngắn lại nè. Trời cho nó hút hồi trên đi thầy nó mới trộm cắp. Sao mà giờ chúng ta giống như cái mùa lũ đó, thầy nói vậy nè. Lũ nè khi nước nó ngập lên điện thoại đi tivi những đồ quý giá nhất nó ngập hết rồi nước nó vô làm sao còn xài được. Máy vi tính, điện thoại, rồi tivi, những cái đồ vật dụng vi tính xài hàng ngày. Tao nói nước nó văng lên hoặc đột xuất cuốn nước cuốn trôi còn gì để mà còn tài sản hay không? Khổ lắm nè. Điện thoại cũng ướt hư rồi, có nước vẫn hư à. Rồi tivi cũng vậy, vi tính, máy vi tính cũng vậy, để mua tốt mua xấu gì không biết, nước vô là hư. Ở những cái hoàn cảnh xảy ra, giấy tờ bằng cấp, giấy tờ đồ ăn học cũng vậy. Thì nói sống trong mùa dân dân, họ sống trong cái mùa lũ, sống trong cái khu vực mà đang ngập vậy. Thì khi họ chạy giấy tờ chính quyền có hỗ trợ, thầy nói dở đất liền đi. Hư ha, sai chốt, sửa tới sửa lui làm giấy tờ hoài. Cực khổ. Thì thầy nói mấy cái mùa, mấy cái người sống vùng sâu vùng xa lũ lụt như vậy thì giấy tờ nó bị mất mát hết. Hay là còn hỏi móc họ méo chạy sao chạy đây nè. Dạ.
Thầy nói người mà giấy tờ có một chút xíu không mà bắt chạy lên chạy xuống đi xác nhận đủ chỗ á, mà chạy còn mệt mỏi điêu đứng. Mà thầy nói trong cái mùa lũ thì biết bao nhiêu ngàn dân mà gặp hoàn cảnh như vậy thì ai người giải quyết đứng ra để lo giấy tờ cho mấy người đó sau khi hết lũ hả? À, thầy bảo vệ thương dân lo dân thì những cái hoàn cảnh này thì xảy ra như thế nào? Thì thầy nói khuyên người dân chúng ta phải đồng lòng, một đói một gói khi no. Chúng ta phải gì, có những cái lúc hoàn cảnh ta biết trước, bão lụt mùa mưa gió, chúng ta di dời dân giấy tờ rồi chúng ta cất giữ một cái nơi nào ổn định đó. Rồi hàng năm thì ta biết là mùa nào bão lụt thì chúng ta sẽ tranh thủ di dời trước, chứ đừng để mà ập tới rồi chạy cũng không kịp. Đừng có ý y, đừng có giỡn, không có giỡn với bão. Như ở gần biển không giỡn với không sóng thần, không giỡn với những cái gió lốc gió sấy, rồi những cái nạn kiếp dịch bệnh lây lan. Thầy nói có những cái hoàn cảnh, có những cái công việc của mình đó, mình nói đi nói lại đó, nên chúng ta phải có cái sự bình tĩnh ứng phó với bão với lụt. Và chúng ta phải coi tin tức từng giây từng giờ để coi những cái giờ giấc. Đó, nên là nên giờ cái mùa gió lốc gió sấy bay nóc nhà sụp nhà cuốn trôi, những cái vấn đề này thì nói đâu phải đâu, người nó nếu mà không ấy nó cũng cuốn mình đi luôn, bay lên luôn. Đừng nói những cái gió ông kêu ông lốc á, người mình mà đứng cái ngày đó là cuốn lên luôn á, không phải giỡn đâu. Nhà tao hỏi nguyên căn nhà to anh đi, ngói nó còn cuốn hết luôn đi, rồi làm gì ngừ mà nó không cuốn. Thầy nói những cái nơi mà thường thường hàng năm bão lụt thường xuyên á, chúng ta phải cẩn thận, đừng có đùa giỡn. Trên nóc nhà thầy nói là giờ ta bỏ những cái bao cát. Thầy thêm mấy ngày thuốc hả thầy? Có gì thầy đang uống rồi. Trời ơi, nói đi mua thuốc này uống hết rồi. Thuốc con uống này uống hết rồi. Đó nhờ vui nó mua á. Trời ơi, con thuốc này không uống. Thầy nói cái vấn đề những cái thủ tục mà con người khi di dời dân, đặc biệt khi mà gió nó lốc kinh khủng thì sấy nhà đồ lập bốc đó, thì chúng ta dùng những bao cát, có thể bỏ nửa bao cát di chuyển về nóc nhà gì thầy nói bỏ những bao cát chúng ta để dần lên nóc nhà, dù không phải chủ nhà lụt mà nếu mà nhà nào có to anh đi thấy nhà mình cảm thấy nó yếu ấy, gió thôi mình vỗ rầm rầm á, thì thầy nói nên sai gia đình hai ba đứa con hay nhờ đi đằng sớm thanh niên gì đó bỏ vô cột chung kính, bỏ cát nửa bao rồi để dằn trên nóc nhà 6 bao 8 bao chục bao chỉ từng gốc á, không nó giữ vững được cái nóc nhà. Hay là có điều kiện quất cái chục bao xi măng, thầy nói để nguyên nó chưa khô đúng không, để ít bữa tự nó chết và nó cứng chắc như đá và nó dằn rất là chất lượng luôn, nó chết nó cứng lắm như đá vậy, rồi nó nằm mãi mãi trên đó luôn thì nó chịu được cái sức nặng thì gió nó không thể trôi đi được. Thì thầy vẫn nói vấn đề không riêng gì dùng bão dùng lụt mà cả đất liền cũng vậy, những nơi nào cảm thấy nhà mình nhà tôi mà cảm thấy nhất là nhà một mái
hai máy mà cảm thấy nó không đủ yếu cái máy mình á, cái tâm ngộ mình gạt một hai cái sắt giống như nhà một máy đi, gạt cái sắt thẳng thẳng rồi trong đó mình mà không ép cứng xi măng này kia thì gió nó dở lên được chưa? Nó giống như bên chùa nè, hay không thấy mấy cái nhà họ để gác cái sắt lên ném xi măng vô, nhưng mà tới chừng gió nó dở lên luôn nguyên lắm. Nên mình lấy những bao xi măng, nguyên bao xi măng luôn. Hả, nó chưa chết nhưng mà bữa nó chết thì nó cứng, nó nằm im thì nó dằn được cái nóc, dằn được cái nóc nhà. Thì trong cái vấn đề này, mùa bão mùa lụt thầy khuyên người dân phải biết chống, ta nói chống bão không lụt mà bệnh đau nè, thầy nói bệnh đau nè, thầy trong đất liền nè, giống như qua nay thầy run rẩy tay chân, nó tới còn có hồi trúng gió, hồi mình yếu sức ngự, đi không nổi, nói không nổi, đi bủng rủng tay chân, ta đói, cái đói không cũng bủng rủng tay chân, mà giờ cái bệnh nó cũng bủng rủng tay chân, cũng mệt mỏi. Con người nó khi mà bệnh rồi nó sẽ mệt mỏi, đau lưng nhức mỏi cả thân cả thể, chứ xương ức gì.